来，给新人。董超，把这个房子付出，拿你厂来帮他付出。娘嘛，我敢来添了。lấy kiếm mình tiền kém đi nó mà nó phải trong màng á trần đầu xíu cái nhiên đấy nó thôi đấy ở kia với bạn ơi cái kém lấy kiếm cái mưa nhỏ quá này nó kiếm là kiếm hay kiếm hả lấy kiếm này biết trong đẻ tại vì xưa bạn biết này đó từ ba đúng không nói chung là nó mặt ngang nhau hả ngang nhau với rồi một người một trường phái khác nhau ừ mình còn trung mà nó còn mới đang ăn hỏi gì hả bạn muốn hả đang đánh đánh với trung ai thằng chấm ơi em thằng đó không thằng hả chấm mình nhiều hơn đấy ra kén cho anh em xem luôn xem kén rồi đánh bỏ kén em đánh bỏ kén cũng như đất kén rồi Good.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không thấy đánh lại, anh cứ gọi đứng dậy là cho ta đứng được. Oh,
Chia lại nhá. Vào. Đi làm đi làm cái này để tìm cái gì cho mình.
Bức quả chấp hai ví dụ gì thì ta đây thì thế không? Bác Thu, đây thì thế à? 99 1 chiếc anh đi cho tổng lúc nữa anh đi bỏ mà lại tới 10 lần nhé, vô cái chương
Yeah.
trong cơ giờ đi 168 nha các bạn, hai mũi là 268. Hôm nay mình chấp bỏ kem nha, không đánh kem như sao á. Em coi là rồi chia sẻ giúp thằng kem nha. Chậu này 7 triệu nữa á. Thầy cho nó vô quýnh là phải dạy cho nó có khí thế nha các bạn. Cảm ơn 1.300 anh em đang xem nha. Quýnh là phải có lúa rồi mới tự tin các bạn ơi. Chứ đợi tử mình nay nó cũng tốt lắm rồi. Quýnh 300, quýnh có 4-5 mũi là đủ tiền rồi. Cố gắng thôi. Nói tiếng nào luôn thôi, để cho hết tiền luôn không? Thank you.
Chúng ta cái này mặt
Thank you.
Đúng gì nhà anh không anh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tỷ số hiện đang là 397 với 55. Đầu cơ trước đâu thua đâu ấy cặp đang. Today he's saying you are playing very great. I like to see it. Oh, thank you so much. Yeah.
luôn rồi, cái đường chắc luôn. Còn ba thì hẹo keo hay sữa cũng được. Rồi, xong. Bắt gà, làm bánh. Ai theo gì mình vô cầm sạch ghế cho thôi. Đúng rồi. Thôi qua Tết tôi dắt đi chơi lại.
mất điện thoại rồi cái ngày mất đi đấy
Thank you.
qua tháng là bay trên trời xuống á, thì hẹn gặp mấy anh em nha.